Và trong đêm nhạc ra mắt album Giai điệu xanh ngày hôm nay, Thanh Phương tin rằng không chỉ có tác giả Thiên Tuế cảm thấy rất vui, hạnh phúc, mà bên cạnh đó còn có rất nhiều những nhà thơ cũng sẽ có rất nhiều những cảm xúc muốn chia sẻ đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì Thanh Phương xin được kính mời lên sân khấu nhà văn, nhà thơ Xuân Tùng sẽ có đôi lời gửi đến tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, thưa các anh chị và bạn bè thân hữu, hôm nay trong buổi ra mắt đêm nhạc đầu tiên của bạn Nguyễn Thiên Tuế, cho phép tôi được bày tỏ cảm nghĩ. Thật lòng mà nói, khi cả hai chúng tôi bước vào tuổi U60, tôi không ngờ bạn Thiên Tuế lại trở thành nhạc sĩ sáng tác ca khúc. Ngược lại, Thiên Tuế cũng chẳng hiểu vì sao Xuân Tùng bỗng viết văn làm thơ. Để rồi đến lúc sắp về hưu, cuộc đời cột chặt chúng tôi vào những bài hát với tư cách đồng tác giả của ba tác phẩm Núi Đôi, Đảo Xanh và Trăng Về Mình Ba. Trong 15 tập thơ của tôi, có 4 tập thơ trữ tình viết về quê hương đất nước, còn lại 11 tập là thơ tình, được nhà lý luận phê bình văn học Kim Thanh nhận xét: nàng thơ đã ưu ái anh, đưa anh đi trên con đường thơ không theo lối mòn. Anh tôn vinh cái đẹp, hình thể siêu nhiên của người phụ nữ đến mức như say, thể như nàng thơ đồng lõa dẫn lối vườn đào, thể như cái duyên của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã ngầm cho tác giả thì phải. Tôi không biết điều gì đã đưa đẩy bạn Thiên Tuế chọn bài Núi Đôi trong tập thơ Núi Đôi Niềm Kiêu Hãnh, mang hình ảnh núi đôi quản bạ ở Hà Giang rõ mồn một như thế để phổ nhạc. Bài hát đã đưa những câu thơ tưởng chừng chỉ có thể đọc lẩm nhẩm một mình vì cái sự lãng mạn và nóng bỏng lên sóng nhạc một cách mượt mà, thanh thoát. Mọi người có thể cảm thụ đó là thơ ca chứ chưa hẳn là ái tình. Một lần nữa, bài hát Núi Đôi khẳng định núi đôi mãi mãi là niềm kiêu hãnh không chỉ của người phụ nữ, còn là cái đẹp cứu rỗi mọi linh hồn. Kính thưa quý vị, bài hát Đảo Xanh có phần lời trích từ tập thơ trữ tình Trinh Nữ Tím. Nhiều bạn đọc ngỡ ngàng hỏi tôi vì sao lại đặt tên hoa bàng vuông ở Trường Sa là Trinh Nữ Tím. Tôi giải bày, đó là tình yêu đơn phương của tôi với nàng Trinh Nữ Tím. Mặc dù chưa một lần được ra Trường Sa, chỉ thấy hình ảnh của nàng trên truyền hình ngoài đảo xanh, như bao người dân Việt Nam luôn hướng về Trường Sa, Hoàng Sa. Lúc nào chúng ta cũng đau đớn nhìn ra biển, dõi theo những con tàu đi khơi để cảm nhận cách xa xôi, giọt nắng chát, làn gió mặn và tiếng sóng cuồng ngày đêm. Bạn Thiên Tuế tinh mắt nhặt ra bài Đảo Xa mang nặng nỗi lòng của tôi, có lẽ cũng là của bạn ấy, với Hoàng Sa, Trường Sa để viết nên bài hát Đảo Xanh. Thật may mắn, cuối tháng 11 vừa qua, trong chuyến tham quan đảo Lý Sơn dưới chân núi hùng vĩ, tôi được gặp lại nàng Trinh Nữ Tím ẩn mình trong tán lá bàng vuông nghìn năm tuổi. Nàng trẻ trung, xinh đẹp vĩnh cửu ở tuổi 18 đôi mươi. Tôi vít nàng xuống, hôn lên đôi cánh trắng nõn trong hương thơm dịu dịu tỏa ra từ chùm nhụy tím tím. Khi chia tay, nàng tặng tôi 2 quả bàng vuông làm kỷ niệm lưu luyến tiễn đưa. Tôi ôm kỷ vật tình yêu của nàng về đất liền. Hôm nay nó vẫn xanh ngời ngời cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Hôm nay tôi có đem về đây từ đảo Lý Sơn cái kỷ vật này, và để cùng mọi người cùng chiêm lãm. Đây là 2 quả bàng từ lấy từ đảo Lý Sơn trong chuyến du lịch cách đây 1 tháng. Kính thưa quý vị, bài hát thứ 3 trong album nhạc của Thiên Tuế có tựa Trăng Về Bình Ba là bài hát đặt hàng của những người lính biên phòng đảo Bình Ba, Cam Ranh, Khánh Hòa, và chúng tôi là du khách. Vào lúc trăng lên, sắp say bởi men nồng tình quân dân, họ đặt hàng bằng niềm tin của người sĩ quan, chúng tôi nhận lời bằng cái liều của người nghệ sĩ. May sao tôi vớ được ý thơ, còn Thiên Tuế tìm được nốt nhạc để có thể đưa đẩy ánh trăng xưa qua giai điệu xanh đến với những người lính trẻ xa nhà. Nơi miền quê ấy, cô thôn nữ Thủy Chung đợi chờ, đêm đêm nàng gửi tình yêu qua vầng trăng trôi lang thang bầu trời như chiếc thuyền thúng bập bềnh trên vịnh Cam Ranh. Nhân dịp này,
Tôi xin đọc đôi câu thơ chào mừng đêm nhạc của bạn Thiên Tuế và chúc cho bạn Thiên Tuế bước đầu thành công với sự nghiệp mới âm nhạc. Đêm qua trăng đến nhà nạ, đêm qua trăng đến nhà chàng, bỏ quên giải yếm màu vàng ngoài sân, chạy về ngang đỉnh phù vân mới hay xót cả một vầng răng non. Người ta thấy nó vẫn còn lủng la lủng lẳng đường mòn lối hoa. Xin hết. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ và những vần thơ mà nhà văn, nhà thơ Xuân Tùng đã gửi đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay.